Xin chào anh em, tôi quay trở lại rồi đây, tiếp tục hành trình ra quen nhé anh em nhé. Ở đây có rất nhiều cây tre mà mình muốn chặt là mình phải có dụng cụ. Đây là ai? Đây là Daniel à. Chào nhóc, chào mừng tới với tiệm của cô. Cô nghĩ gì đó à? Gần đây cô đang tính tới chuyện nuôi thêm con mèo thứ 5. Chồng cô thì không có hứng thú nó lắm, nhưng mà rồi ông cũng quen thôi. Ủa, đây là mèo sao ạ? Không phải là mèo thì là gì? Con chưa thấy con mèo bao giờ sao? Đúng là kỳ lạ mà. Con mèo nhìn như con ếch ấy. Cô bán gì ạ? Rồi cô chưa bán gì hết, nhưng mà cô phải sắp xếp lại mọi thứ sau cơn bão. Nhưng có thể một thời gian nữa cô sẽ bán trở lại. Ok. Đây có cái hình, có cái búa này. Có khi tôi mua được dụng cụ ở đây. Cánh cửa này bị khóa. Một mảnh giấy chắn dán trên cửa. Thế nào? Thật tình xin lỗi, nhưng một linh hồn giận dữ đã cướp mất đồ nghề của tôi. Tôi không thể tiếp tục làm việc đến khi tôi lấy được. Xin chân thành xin lỗi thợ rèn. Ông thợ rèn bị linh hồn giận dữ lấy mất đồ nghề. Tony mới tới đây vào hôm trước và suýt đã đạp nát hết rau củ của tôi rồi. Gấu gì mà hung dữ quá. Gấu thì lại trẻ dữ. Ai đây? Lễ hội Star Night sắp bắt đầu. Một con cá đem về nuôi và ăn thật nhiều kẹo. Đây là có những cái chỗ mà xong mình phải lấy được đủ dụng cụ mình mới đi được. Có một thằng ngủ ở đây này. Mấy cái đường này đi thông được. Ok. Ai đang lấy quả mọng của ta? Vậy là cậu đã lấy quả mọng của tôi hả? Không sao đâu, trước sau thì chúng cũng vào bụng tôi thôi mà. Con này là con gì? Không ai được phép đi qua đây. Mình chỉ cần xách tấm biển sang chỗ khác, nhìn cũng nhẹ. Biển gỗ gì chứ? Không một ai được phép đặt tôi đi chỗ khác. Tôi ở đây để cho mấy người an toàn đó. Bên kia toàn linh hồn giận dữ không à? Không thì tôi không có rảnh mà đứng đây đâu. Ồ, tôi không biết, tôi xin lỗi. Xin lỗi được chấp nhận, giờ thì đi chỗ khác để tôi mần việc. Tức là bên đây là toàn linh hồn giận dữ, mà linh hồn giận dữ nó lấy đồ của ông thợ rèn, chắc là mình rồi cũng phải qua đấy thôi. Nhưng trước tiên là tôi đi khám phá trong làng trước đã. Đây có hang động này, nhưng mà bị đá chặn rồi. Nói túm con nhà bà lại thì lấy được mấy cái này này. Nói túm lại thì là mình sẽ không thể nào mà đi qua những cái chỗ này được, phải có dụng cụ đã. Kiếm đâu được dụng cụ bây giờ nhỉ? Đây là ai? P-Dog. Nhìn rè. Đây là bắp cải, ok. Cậu nhìn cứ như là chưa bao giờ thấy ăn bắp cải à? Bắp cải thôi, ok. Bắp cải. Đây đúng là cái bắp cải á. Không tương tác được. Đây quả mọng đây. Nhặt quả mọng để làm gì không biết. Từ từ, bên này có chỗ mà tôi chưa lên này. Lên chưa nhỉ? Chưa lên. Ê nhóc đợi xíu. Nhưng mà sao ở thế giới này có ông người này nhỉ? Ông Uma. Báo nhóc trước, mấy cái hang này á, nó kỳ cục lắm đấy. Nếu mà không cẩn thận thì nhóc sẽ lạc như chơi đó. Đây, ta cho nhóc cái này. Bạn đã nhận được bản đồ hang động Morizora. Chúc nhóc may mắn. Cảm ơn ông Uma. Từ từ, bật bản đồ kiểu gì?
lối ra. Trên kia có hỏi chấm. Tầng dưới này, tầng trên này, ok. Thằng này nó có tấn công mình nhỉ? Chắc game này nó không tấn công mình đâu. Búp hang động. Wow, hai người thật sự định vào đó à? Nơi đó kỳ lạ lắm. A là bật bản đồ này. Ok. Vào đi, sợ thì từ từ, phải xếp lại đã. Cẩn tắc vô ưu. Thợ rèn Jackie. Khoan! Hai người đang làm gì ở đây vậy? Tôi xin lỗi, khu vực bị cấm à? Bọn em chỉ muốn đi tìm Morizora thôi ạ. Bọn em vào nhầm hang động ạ? Không, đây đúng là hang động của Morizora. Nhưng em biết bây giờ ở đây không an toàn phải không? Bọn Envoy đang ở đây. Bọn Envoy ạ? Em biết đấy, những linh hồn lưu lạc giữa không gian này tới không gian khác, phần lớn bọn chúng đều vô hại. Bọn chúng chỉ để đi lòng vòng hoặc là băng qua mà thôi. Nhưng gần đây một số bọn chúng trở nên rất là hư hỏng bởi năng lượng xấu. Chúng bị mù quáng bởi những thứ như sợ hãi và căm thù, khiến cho chúng không còn là bản thân nữa. Tuần trước anh còn ở đây để thu thập vật liệu thì có một đám bọn chúng đã cướp mất hộp dụng cụ của anh. Kể từ đó anh đã không thể nào tiếp tục được một chút nào. À, tiếp tục làm việc được một chút nào. Xin chia buồn vì việc đó. À, ít ra thì tôi cũng sống sót và thoát khỏi đó. Nếu như bọn em cẩn thận hết sức thì sao ạ? Em bị điên rồi hả? Em không nghe anh vừa nói gì à? Dạ có, nhưng mà em thật sự cần nói chuyện với Morizora. Hơn nữa, bọn em to lớn hơn anh nhiều mà. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh đã quá tập trung suy nghĩ, anh thậm chí còn không nhận ra em kiểu như cao tới 10 feet. Bọn em không cao đến vậy đâu ạ. Gần như vậy. Mà hai người là cái gì vậy? Bọn em là con người ạ. Thú vị đây. Được rồi, vậy thì chúc em may mắn. Nhưng có một vấn đề. Anh biết em đang tìm cách gặp Morizora. Nhưng em thấy đấy, lối vào khu rừng nhỏ của ông ấy đã bị chặn bởi những cái cây tre mọc dại. Anh có thể chặt bỏ chúng nếu em lấy lại được dụng cụ cho anh. À, những linh hồn đã bỏ chúng vào cái hộp đằng kia. Tất cả những thứ anh cần để thực hiện công việc của anh nằm trong cái hộp đó, bao gồm cả chiếc rìu của anh. Bọn em sẽ làm mọi thứ để có thể giúp anh. Em có thể bắt đầu công việc bằng cách hút hết nước ở cái hồ này. Trong hang động này có hai công tắc điều khiển dòng chảy của nước. Tìm cả hai và chúng ta sẽ có thể tiếp tục. Khá dễ hiểu mà, phải không? Em đoán vậy. Thế mới có hồn chứ. À không, à, có ý chơi chữ. À không có ý chơi chữ đâu. Anh sẽ đứng đợi ở đây. Chúc may mắn. Ơ à, mỗi người đi tìm một cái chứ. Từ từ. Xin lỗi, cậu có phiền tránh sang một bên để tớ đi qua được không? Dễ trồi ra. Ô, tớ xin lỗi, tớ mệt quá. À, tớ quá mệt để di chuyển rồi. Quá mệt. Ờ, à, tại sao con lại mệt? Ờ, à, bình thường tớ yêu bơi lội trong vùng vũng đất. Tớ đi làm những việc lặt vặt cho cái cây mà tớ thuộc về. Nhưng cây của tớ bị thiếu dinh dưỡng, nên tớ cũng bị thiếu dinh dưỡng. Vì thế thật không may là bây giờ tớ không thể di chuyển được. Có lẽ nếu cây của tớ có được những cái gì nó cần thì tớ có thể di chuyển được. Cho tới lúc đó tớ quá mệt. Cây của nó là cây nào nhỉ? Tức là mình phải đi sang vòng sang bên này. Từ từ, được rồi. Ok, để tôi... Đây là cái cây của thằng kia à? Không được. Tôi quay lại. Tức là bây giờ mình không quay lại nữa rồi. Thôi rồi, thì tôi đi tiếp vậy.
đây là ai nhỉ? Người đá Letazio. Có chuyện gì thế? Tôi đói quá. Quá đói nên tôi không thể di chuyển được. Mẹ đứa thì mệt, đứa thì đói, nếu hiểu. Tội nghiệp quá. Tôi chắc là chúng tôi vẫn còn một chút đồ ăn mà chúng tôi có thể cho bạn. Không, tôi không thể ăn đồ ăn cho ngựa. Đồ ăn cho ngựa? Tôi chỉ cần táo Sila thôi, từ cái cây Sila hang động. Táo Sila. Còn thằng này là gì? Bé người đá. Nếu anh lớn quên ăn, anh sẽ trở nên mệt mỏi. Lúc anh chỉ ngồi ý một chỗ và chờ ai đó đem thức ăn đến cho anh ấy. Ai đài. Thanh niên. Đây, chỗ này có cây táo này. Đây là cây táo à? Trồi cây Sila hang động. Cậu có nghĩ là tớ xinh đẹp không? Tớ nghe nói nếu bạn có những ngón chân vui vẻ, bạn sẽ trở nên xinh đẹp, có đúng không? Tớ không nghĩ là tớ từng nghe cô nói như thế trước đây. Ồ, vậy chắc là nó chỉ liên quan tới cây thôi. Tôi nghĩ cậu có những lá rất xanh, rất xinh đẹp. Cảm ơn. Cậu thấy đấy, tớ có ba ngón chân. Chắc là chúng đã trồi ra đâu đó quanh đây. Nhưng bây giờ chúng đang rất buồn. Làm sao tớ có thể xinh đẹp nếu những ngón chân của tớ đang rất buồn? Ngón chân như ý như kiểu là cái rễ đúng không? Một thì đang đói vì thiếu đất, một thì khát vì thiếu nước, một thì đang rất cần ánh sáng mặt trời. Cậu có thể giúp cho họ được chứ? Thiếu nước. Bây giờ tôi phải lấy cái gì để múc nước được nhỉ? Từ từ. Đây lại có câu đố gì này. Từ từ. Nó bị khóa rồi. Không có gợi ý gì à? Từ từ bật bản đồ xem nào. Chắc nó phải có gợi ý ở đâu chứ bây giờ đoán mò thì không giải quyết được vấn đề. Đây là đi xuống tầng 2 này. Từ từ đi hết tầng 1 rồi xuống tầng 2 sau. À. Đây 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 đây, tôi hiểu rồi. Dẫn 4 cái này xuống. Ơ, không đúng à? Tôi dẫn 4 cái này xuống rồi này. Có 4 con cánh cụt. Moni Nori. 4, tớ mệt mỏi quá. Hai người có khỏe không? Xin chào. À đây. 1 này. 5 này. 4 này. 3 này. 1. 6 này. 7 này. Từ từ, được rồi, được rồi. Tôi xem cái hải đâu đó. 1, 3 tôi nhớ rồi. 8 này, thế là 2 đây. Từ từ. Năm. Tám. Bốn. Bảy. Ba này. Sáu đây này. Năm. Tám đây này. Năm đây này. Tức là một này. Hai này. 3 này. 4 này. 5 này.
6, đây là 7 thì bên đây là 6 này, 6 này, 7 này, 8 này. Rồi ok. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái nào là 6 nhỉ? 6, 7, 8, nhớ phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, như này mới đúng này. 8. Wow, con nhìn khá lắm. Gì? Tìm được chìa khóa đá xanh. Trong đây còn gì không? Hình như trong đây không còn gì cả. Ở đây nó còn một cái đường đi thẳng lên phía trên nữa này. Còn đi về mấy hướng cơ. Đây là một cái rễ khác của cái cây kia này. Này, cậu có nước không? Để tớ thử xem. Ồ, có đây, bọn tớ có một chai nước ở đây. Bạn có muốn không? Ồ, cậu thật tốt bụng. Nhưng khi tớ nói nước, ý tớ nói là rất nhiều nước. Như là một cái bể nước luôn ấy. Tớ uống nhiều nước lắm. Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể đem nhiều nước đến thế. Ngón chân thân thiện này. Tớ hiểu, nhưng nếu ai có tình cờ tìm được một bể nước nào, chúng tôi sẽ cho bạn biết. Hình như tôi lấy được chìa khóa mở cánh cửa này. Đây rồi, công tác đầu tiên đây rồi. Ôi, cực ngoài, cực ngoài. Thật tuyệt vời. Tớ có thể cảm thấy nước đang chảy dưới lòng đất và đi qua những ngón chân của tớ. Hai người đã làm việc này à? Tất cả những gì tớ làm là kéo một cái cần thôi. Cậu đã đem nước tới cho tớ. Nước. Cuối cùng tớ có thể là tớ một lần nữa. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà này, cái hình dáng của cái này là nhìn là hơi nguy hiểm nhá. Game cho trẻ em mà làm hình dáng của cái ngón chân này là hơi nguy hiểm đấy. Rồi ok rồi. Cái này nó vui hơn rồi này. Ơ, nó mọc được. Cậu đã giúp một ngón chân của tớ. Cảm ơn. Bây giờ còn hai ngón chân nữa thôi. Cái cây nó xanh tươi hơn rồi này. À, cái này là phải đi xuống dưới lên rồi. Đi xuống dưới vòng lên rồi. Game hay phết. Ai đây? Siêu. Ơ, em siêu à? Bạn có từng là mất một thứ gì đó quan trọng đối với bạn không? Em này mất với NB mà. Lẽ ra tớ phải đi gặp bạn của tớ, nhưng tớ không thể nhớ nơi mà bọn tớ khỏi gặp mặt. Tớ phải đi tìm cậu ấy trước khi quá trễ. Bé tí đã yêu mới trả đường này. Tớ phải làm gì vậy? Tớ phải làm gì đây? Bạn thân nhất của tớ và tớ cùng nhau đi đến tất cả mọi nơi. Bọn tớ đã có những cuộc phiêu lưu tuyệt nhất. Cả hai bọn tớ đều hơi nghèo, điều đó khá buồn. Bởi vì đôi khi cậu ấy thậm chí còn không có gì để ăn. Nhưng tớ luôn chia sẻ đồ ăn trưa với cậu ấy. Bởi vì đó là việc mà những người bạn thân sẽ làm. Dại trài vậy đấy. Nấm sáng, tớ là một nấm sáng. Lẽ ra tớ phải tỏa sáng, to lớn và rực rỡ. Nhưng gần đây tớ đang gặp vấn đề trong việc nạp năng lượng. Có lẽ là do tất cả căng thẳng trong công việc. Tớ phải dễ dàng với bản thân hơn, đảm bảo tập thể dục,
Cậu biết thế nào mà. Ở đây, bọn này là linh hồn đây. Linh hồn giận dữ đây. Mẹ, chúng là gì vậy ạ? Mẹ không chắc nữa con yêu. Mẹ tự hỏi có phải chúng là bọn envoy mà Jackie đã nhắc đến. Mẹ, ở gần bên cạnh mẹ nhé con yêu. Ổn rồi con à. Mẹ nghĩ bọn chúng đã biến mất rồi. Con cần giúp đỡ. Hãy hút cạn nước trong hồ để chúng ta có thể lấy dụng cụ cho thợ rèn. Để làm việc đó chúng ta cần phải tìm hai công tắc ở đâu đó. À, đây là kiểu như là để nhắc lại xem mình cần phải làm gì ấy. Xếp phạt. Chúng ta à, từ từ xem trong túi đồ mình có gì. Từ lúc chơi game giờ tôi không check. Quả mọng Scylla này có 10 quả này. Cỏ sậy, Raquen, bản đồ. Không có gì đặc biệt cả. Đây là những cái chỗ này là có bọn quái này. Tức là bây giờ mình sắp đi chậm này. Mẹ ơi, chúng đông quá. Con hơi sợ. Không sao đâu con. Nắm lấy tay mẹ và gần bên cạnh mẹ nhé. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau con nhé. Nắm lấy tay và gần mẹ sẽ dẫn con qua. Đây là game tự điều khiển anh em ạ. Chỉ còn một chút nữa thôi. Con yêu. Mẹ ơi, chúng ta vượt qua rồi. Mẹ biết là con có thể làm được mà. Ngón chân thân thiện, bóng tối khiến tớ buồn thiu. Đây là cái gì? 10 gold. Ở đây tối tăm quá. Tớ không thích tối tăm một chút nào. Tớ cũng vậy. Mẹ nói rằng không có gì phải sợ cả. Nhưng tớ vẫn không thích bóng tối. Cuối cùng thì cũng có một người hiểu tớ. Những cây nấm này chẳng hiểu vì sao. À chẳng hiểu gì cả. Họ kiểu như ánh nắng à. Ai mà cần nó chứ. Chỉ có mấy ngón chân điên rồ mới thích ánh nắng. Ờ thì cứ gọi là điên. Nhưng tớ vẫn thích ánh nắng. Thật không may. Tớ đã đi nhầm đường. Và rơi vào một nơi tối nhất trong cái hang động này. Cậu có thể giúp tớ có thêm ánh nắng không? Được rồi. Lúc vừa rồi tôi nhìn thấy một cái hoa hướng dương phát sáng thì phải. Tớ không biết cái ngón chân đó đang nói gì. Bóng tối thật tuyệt thế kia mà. Hoa hướng dương. Phải, đập vỡ nền nhà đi. Hài thế nhỉ? Xem nào. Gray, xin chào. Này cậu, cậu tới đây muốn nghe để nghe bọn tớ luyện tập hát nhóm hả? Hát nhóm ạ? Ồ, cậu chưa nghe bọn tớ à? Bọn tớ thường tới đây mỗi tuần để luyện tập đấy. Nhóm của bọn tớ có tên là No Hold Bar. No Hold Bar. Với chính xác là ba dấu chấm than ở cuối cùng. Lin Búp. Đúng vậy. Hoàng Dương, hiểu không? Bởi vì bọn tớ không kìm nén. Bọn tôi không nghe theo bất cứ luật lệ nào. Chúng tôi đánh vần nó là Bart chứ không phải là Bart. Bởi vì bọn tôi chính là những nhà thi sĩ. Đó là một cách chơi chữ đấy. À, thật là có sáng tạo. Thưa cô, tôi thích phong cách của cô đấy. Vậy kiểu như ở dưới này bọn tôi có thể là bản thân. Lấy Greg làm ví dụ đi. Chào. Bên ngoài thế giới thật, cậu ấy sẽ phải mặc một bộ complet và đeo cà vạt đi làm như một người đàn ông. Nhưng ở dưới này, cậu ấy quẩy tưng bừng với cây đàn luyết. Ai da. Rocker à? Và còn Linh Búp nữa. Chào bạn của tôi.
Cậu ấy bỏ hết cả ngày chỉ để phục vụ trà cho một đống búp sang chảnh ở trên mây. Tôi kiểu như là thêm đường nữa chứ thưa ngài. Tôi có thể phục vụ cho ngài một cái bánh nướng chứ. Chỉ những kẻ dở hơi mới ăn bánh nướng. Này, này búp. Xin lỗi, đôi khi tớ chỉ muốn xả hết. Tất cả chúng ta đều vậy, Linh Búp. Tất cả chúng ta đều vậy, hãy bày tỏ cảm xúc thông qua âm nhạc. Tớ hiểu rồi, Hoa. Vậy như tớ đã nói, ở dưới này bọn tớ có thể là chính mình và chỉ tận hưởng âm nhạc. Vì thế nếu cậu có cần một nơi để thư giãn, cứ thoải mái tới đây ca hát với bọn tớ. No hold bot. Giờ làm sao đây? Giờ tôi phải làm sao nhỉ? Từ từ. Mình có tương tác được gì không? Cỏ sậy này, tôi đang định lấy cỏ sậy ra để đốt xem có lấy được lửa không mà. Hay là tôi phải dẫn cái nấm phát sáng của... Từ từ. Nó bảo là đập vỡ nền nhà đi. Đập vỡ rồi. Cái lúc mà tôi mới vào con nấm à con hoa kia nó hát là đập vỡ nền nhà đúng không? Từ từ hỏi bà mẹ xem nào. Tôi ghét cái này thế nhỉ? Con cần giúp đỡ. Có một vài vết nứt kỳ lạ dưới đất. Tôi vừa đập vỡ nó ra rồi mà. Cái trò này có kiểm tra xem lại cái tương tác nó như nào được không nhỉ? À, hóa ra cái đấy ở tầng trên. Tôi đập vỡ nó ra thì ở đây nó chiếu sáng. Tớ hạnh phúc quá. Eo ơi, làm sao mà cậu lại chịu nổi cái thứ ánh sáng này chứ? Ánh sáng giúp tớ phát triển. Nó không giúp cậu phát triển à? Không, tất nhiên là không. Nếu không phải ánh sáng, vậy thì cậu ăn cái gì? Những cái cây bị chết, tất nhiên rồi. À! Cái cây này tôi nhìn lại tôi vẫn thấy không thể nào mà. Hay giờ mình đục mấy cái lỗ ra bây giờ dưới đây sáng trưng này. Có ánh sáng là mấy cái linh hồn envoy kia nó biến mất rồi. Hồi này tớ vừa sáng lên được bao lâu nhỉ? 2 giây? 5 giây à? Tức là mình vẫn chưa tương tác được với những cái nhân vật ở đây. Không biết là cái cây kia lớn được đến đâu rồi. Bây giờ tôi phải đi như nào đây? Giờ còn một ngón chân phải giúp đỡ nữa là cái ngón chân bên này và phải giúp đỡ để cho cái cây kia chắc là nó trưởng thành, nó có quả táo ấy, mang cho con này ăn thì mình mới chui được kia được.
Ở đây thì cái ngón chân kia nó đang chặn ở đây rồi, mình không qua được. Ở đâu, nó đi đâu rồi này? Đây là gì? Chỗ này. Búp hang động. Chào, tôi chưa bao giờ thấy hai người trước đây cả. Hai người không giống như Le Blair. Và hai người chắc chắn không phải là bọn Envoy. Thế hai người có... Nói cái gì? Hai người có câu hỏi gì không? Bạn sống ở đây à? Phải, thật ra là tớ sống ở phía sau cánh cửa ngay ở trên kia. Thật không may là một vài người đá đang tiệc tùng ngay trên cửa nhà của tớ. Giờ thì có một đống các tảng đá chặn lối vào rồi. Thật là tồi tệ. À, chuyện nhỏ ấy mà. Có một con lợn sống ở đâu đó gần đây. Cậu ấy chỉ cần ăn nấm và đá thôi. Tớ chắc là cậu ấy sẽ dọn dẹp đống này một khi cậu ấy đi ngang qua đây. Hai người có câu hỏi gì không? Thôi không có gì. Chắc là tôi còn phải lang thang ở đây nhiều. Thôi, tập này đến đây thôi anh em ạ. Rất cảm ơn anh em đã ghé qua và theo dõi. Và hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh tôi. Thực ra thì anh em có hỏi tôi là tại sao không livestream. Nhưng mà cái lúc tôi đang chơi này, tầm này bây giờ là 1-2 giờ sáng rồi anh em ạ. Thì tầm này mà livestream thì cũng không có ai xem. Mà livestream thì nó chất lượng video nó sẽ không được tốt lắm. Nên là tôi nghĩ là không có ai xem mà... Để chất lượng video tốt hơn thì tôi sẽ quay video. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.